Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn. Phần 42. Chủ đề của phần 42 này là 三十岁的外卖员. Quay mai duyện là nhân viên đi giao hàng ở bên ngoài. Như vậy cái câu là 三十岁的外卖员 có nghĩa là nhân viên giao hàng 30 tuổi hoặc là anh nhân viên giao hàng 30 tuổi. Rồi chúng ta cùng vào nội dung chi tiết của bài nhé. Đầu tiên xin mời các anh chị và các bạn nghe mình đọc trước một lần. 陈天和住在中国北京, 今年30岁, 是一个外卖员。 陈天和在网上发了很多视频, 让人们看到外卖员的工作。 他觉得送外卖这个工作帮助了很多人。他希望每个外卖员都快乐。他开了一个洗手之家，很多外卖员都住在这里。他们第一天和第二天可以免费住在这里。 Đó là nội dung của bài. Và sau đây mình sẽ giải thích nội dung chi tiết của cái bài này nhé. Trần Thiên Hở là Trần Thiên Hà. Đây là họ Trần á. Thiên Hở là Thiên Hà. Tên riêng thôi, Trần Thiên Hà. Họ Trần là một trong những họ lớn của Trung Quốc, có câu là Trần Liễn Mạn Thiên Gia. Trần Lâm Mãn Thiên Hạ, tức là họ Trần và họ Lâm là có đầy trong thiên hạ. Rồi, Trần Thiên Hở là Trần Thiên Hà, trú tại Trung Quốc Bắc Kinh, sống ở Bắc Kinh, sống ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Chi nén san sử xuê, năm nay 30 tuổi, sư ý cơ, quay mai duyện, là một nhân viên đi giao hàng ở bên ngoài. Trần Thiên Hở trai hoàng sang, phá là hẳn tố sư phiến. Trần Thiên Hở trai hoàng sang, Trần Thiên Hà ở trên mạng, chúng ta luôn nhớ là ở đâu mới làm gì, trai hoàng sang là ở trên mạng. Phá là hình tố sư phiến, tức là post lên rất nhiều những cái video clip. Phá đây là chữ gửi, là phát lên thì mình có thể dịch là post lên hoặc là tải lên. Đã tải lên, phá là hình tố sư phiến là rất nhiều video clip. Sư phiến là video clip. Rang rỉ minh khan đo, để mọi người nhìn thấy. Để mọi người nhìn thấy. Quay mai duyện tờ cung do, là cái công việc của cái người đi giao hàng ở bên ngoài. Mình đọc lại nhé. Trần Thiên Hở trai hoàng sang, phá lờ hẳn tố sư phiến. Rang rỉ minh khan đo, quay mai duyện tờ cung do. Tha chế tờ, xung quay mai trơ cơ cung dô. Anh ấy cảm thấy xung quay mai, tức là đi giao hàng ở bên ngoài. Rồi xong rồi mới trơ cơ cung dô, thì mình dịch là anh ấy cảm thấy cái công việc đi giao hàng ở bên ngoài này. Băng trù là hẳn tố rịnh, là đã giúp được rất là nhiều người. Tức là có những người không thể đi ra ngoài mua vì sức khỏe, vì điều kiện giao thông hay là nhiều thứ. Đó, như vậy là băng trù là hình tố quay, hình tố rỉnh, tức là giúp được rất nhiều người. Tha chuyện ta, xung quay mai ra cơ cung chua, băng trù là hình tố rỉnh. Tha si quang, anh ấy hy vọng hoặc là anh ấy mong rằng mày cơ quay mai duyện tô khoai lơ, mỗi người, mỗi nhân viên đi giao hàng tô khoai lơ là điều rất là vui vẻ, điều vui vẻ, thoải mái. Tha si quang mề cơ quay mai duyện tô khoai lơ. Tha khai là ý cơ chỉ sầu trư gia. Anh ấy đã mở. Khai là đã mở. Ý cơ là một cái. Bây giờ cái gì? Người ta đặt vào trong cái ngoặc kép này, tức là một cách nói thôi. Chỉ sầu trư gia. Gia này là chỉ gia hoặc là gia đình. Nghĩa là gia đình. Chữ trư này là bằng với từ tơ thôi. Chỉ sầu là những người cưỡi xe gắn máy, kỵ thủ. Thì ở đây mình có thể tạm dịch là chỉ sầu trư gia là gia đình của những người
cưỡi xe gắn máy hoặc là đi xe gắn máy, gia đình của những người đi xe gắn máy. 他开了一个骑手之家, anh ấy đã tổ chức, mình có thể dịch như vậy, gia đình của những người đi xe gắn máy. Những người đi xe gắn máy này là đặt cho cái cách gọi cho những cái người mà đi giao hàng bên ngoài đó. Hành tố ngoài mai duyện, có rất nhiều những nhân viên giao hàng bên ngoài. Tô tru trai trơ lì, đều sống ở đây. Như vậy là những cái người ở tỉnh xa, người ta đến Bắc Kinh, người ta không có chỗ ở thì có thể ở đây. Tham ân tì y thiên hở tì ơ thiên. Họ ở đây, tức là nói tới những người đi giao hàng á. Tì y thiên hở tì ơ thiên là ngày thứ nhất và ngày thứ hai. Khở dì mèn phê. Tru trai trơ lì, có thể miễn phí sống ở đây, tức là có thể sống ở đây miễn phí. Như vậy là cho ở 2 ngày thôi, vì rất đông, phải có người khác thay thế, cho nên là được ở 2 ngày thôi. Thì đó là nội dung của bài. Sau đây thì xin mời mọi người cùng đọc theo mình một lần nhé. Trần Thiên Hở, trú tại Trung Quốc Bắc Kinh. 今年30岁。 他觉得送外卖这个工作帮助了很多人。他希望每个外卖员都快乐。他开了一个骑手之家。 很多外卖员都住在这里。他们第一天和第二天可以免费住在这里。Và sau đây xin mời mọi người nghe mình đọc nhanh hơn một lần. Cái phần này mọi người có thể nghe đi nghe lại nhiều lần được, cho nó thấm, cho nó thuộc thì chúng ta mới có thể kể lại được. Mời mọi người bắt đầu nghe nào. Trần Thiên Hở trú tại Trung Quốc Bắc Kinh. 今年30岁, 是一个外卖员. Trần Thiên Hở tại Quảng Sang phát lợi hẳn đô sư phín. Rang rỉnh mân khan đô ngoài mai yuán đờ cung dô. 他觉得送外卖这个工作帮助了很多人。他希望每个外卖员都快乐。他开了一个骑手之家，很多外卖员都住在这里。他们第一天和第二天可以免费。 住在这里。 Và đến đây thì mình xin kết thúc cái phần 42. Chúc mọi người học thật là vui và hiệu quả. Nhớ cho thầy một like và đăng ký. Xin cảm ơn mọi người.